đang stream đó. Đang stream đó, ai nói gì nói đi nha. Mic thằng mực. Alo alo. Test test. Mai rồi đúng không? Nhanh nhanh. Mai rồi đúng không? Ok. Ok, chào mọi người đã đến với Sài Gòn FCC và hôm nay chúng ta có một cái giải đấu có thể xem là giải lớn cuối cùng trong năm 2019 này, một năm rất là nhiều chuyển động của Street Fighter ở Việt Nam cũng như là những cái game đối kháng khác. Và hôm nay chúng ta có cái giải đấu đồng đội 3v3 với 6 team tham gia. Thì bắt đầu thì chúng ta sẽ có cái trận đấu ở máy 1 là team lỗ thập cẩm của ba Heo Vô Duyên, Anubis, Iketomo, và máy 2 là team Sagat Shooter của Oscar, Trần Tú và Quang Sagat. Trận đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai người đi đầu của bên máy 1 là Heo Vô Duyên và bên kia sẽ là Oscar. Cái matchup là Z gặp Karin. Round 1. Fight. Rồi, chúng ta có trận đấu đầu tiên giữa Heo Vô Duyên. Giải này sự đăng ký nhân vật là Z gặp Oscar. Rất là nhanh, ra đầu tiên thuộc về Heo. Thì Heo là người vừa mới có mặt ở địa điểm thi đấu cũng chưa lâu nên là chắc muốn làm nóng luôn ở cái trận đầu tiên này. Anti air tốt quá. Sau một cái thời gian dài mà dùng nhân vật lâu ra thì Heo trong thời gian gần đây đã chuyển sang sử dụng một nhân vật khác là G. Là một cái nhân vật được dựa nhiều vào cái gimmick, một cái phong cách chơi mà nó là rất là quen thuộc với những người mà đánh với Heo Zoji nhiều trong những năm vừa qua. Thì anh rất là thích những cái nhân vật khó bắt đối thủ phải đoán như thế này. Đối với một nhân vật như G thì khi mà G có được đến level 3 Power Studios thì đây là một cái nhân vật cực kỳ khó chịu của cái game này. Và chúng ta cũng thấy trong những cái giải đấu ở thế giới trong những năm, trong thời gian khoảng là 2 tháng gần đây thì rất là nhiều người dùng G đã đi rất là sâu. Rồi, ngay đầu rất là nhanh, người đầu tiên đã bị loại. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem ai sẽ là người tiếp theo của team Sagat Shooter đây, và mình nghĩ đó sẽ là Trần Tú. Chắc là Tú sẽ là người đi tiếp theo trong cái team này. Đúng rồi, như vậy là anh Quang Sagat sẽ là người đi cuối cùng. Và hai cái thành viên này của team Sagat Shooter thì đúng như cái tên gọi của team thì chắc chắn là họ sẽ dựa rất là nhiều vào Quang Sagat trong cái giải đấu ngày hôm nay. Cái thể thức của giải thì chúng ta có là chúng ta sẽ đánh, chúng ta sẽ có 6 team chia làm 2 bảng. Mình sẽ chia mỗi bảng sẽ gồm có 3 nhân vật. Mỗi bảng sẽ có 3 đội. Lóc cha ông nội, em đăng ký cha rồi. Đăng ký Muki rồi. Ê, cái gì vậy? Ai bấm đấy? Ok. Bên kia bao nhiêu rồi Nhân? 1-0 rồi đúng không? Ráng OCV luôn nha anh, khỏi đánh. Gì? Ừ, nhưng mà đăng ký từ đầu là dùng qua đó từ đầu đến cuối luôn á, không được đổi nữa. Giờ tiêu ông hai con Menace đó nha. Ok.
Thì mình tiếp tục giới thiệu về cái hệ thức của giải. Mà có lẽ là do là vừa mới đến nơi nên là bạn Tú đã bấm nhầm nút, và bây giờ thì giải chúng ta tạm delay một chút. Cái hệ thức của giải đấu thì là mỗi bảng sẽ có 3 đội đánh vòng tròn để lấy đội, hai đội đầu mỗi bảng sẽ vào top 4 và 4 đội còn lại sẽ chia làm hai cặp để đánh playoff. Rồi chúng ta để coi hôm nay bạn Trần Tú thì theo mình biết là Tú là người chơi Ibuki và có lẽ là cũng hơi khó cho Tú ở cái trận này, ngay trận đầu tiên của giải là phải gặp thượng một cái người chơi hơi bị gọi là trình hơi bị cao so với Trần Tú. Nhưng mà Tú cũng sẽ rất là vui nếu mà thua, tại vì như vậy thì Tú sẽ quay trở lại với cái bàn bình luận quen thuộc của mình. Ở một cái diễn biến ở một trận off stream thì có vẻ là stream team của Roden và Phương thì đang có một ưu thế trước team Soto Club, nhưng mà Roden đã thắng trận đầu tiên. Rồi chúng ta trở lại với trận đấu chính trên stream lúc này. Tỷ số hiện đang là 1-0 và nguyên về phía team của Heo Yêu Duyên. Round 1 Fight. Rồi chúng ta trở lại. Heo Yêu Duyên gặp Trần Tú. Match up giữa G và Yuki. Match up cũng tương đối quen thuộc ở cái season 3 này. Bây giờ season 3 hay 4? 4 hả? Ủa vậy là sau là 5 năm rồi hả? Ok. Vậy là mình là viên chơi game này nhiều đến mức quên mất là season mấy luôn rồi. Quá khó cho Trần Tú. Rồi, match. Một round nữa. Thật sự là trong cộng đồng thì ở Sài Gòn, thật sự là ở Việt Nam luôn, thì rất là ít người chơi con nhân vật G này. Cho nên là cái việc mà thượng cầm G là một cái điều cũng tương đối lạ lẫm đối với nhiều người chơi nếu như chúng ta không giao lưu tiếp xúc với bạn thượng nhiều. Thật sự thì trong cái môi trường Internet như Việt Nam và trước đây năm thì rất là khó để chúng ta có thể có những cái giao lưu offline, online nhiều ở cái tựa game này. Rồi, con nó mới sắp, comment rap chăng? Vẫn không có comment rap đến từ thượng. Rồi, có lấy nào Tú? Một cái setup hơi bị hiền từ phía Tú rồi, bị phút lỗi nhưng mà không có cái full disc từ phía Heo Yêu Duyên. Nói chung là thực sự là Heo đang ở một cái trạng thái giống như đang vờn đối thủ của mình nhiều hơn. Nói chung là anh đang sử dụng rất là nhiều cái phương án trước đối thủ. Vẫn còn viên trigger. Ôi lỗi rồi, không có punish đúng từ phía thượng. Rồi 2-0, rất là nhanh chóng. Và bây giờ thì cái player được chờ đợi duy nhất của team này là Quang Sagat sẽ xuất hiện. Chúng ta đang chờ đợi là Quang sẽ một mình lội ngược dòng trong cái trận này. Đây là hai cái người chơi cũng có cái sự giao lưu và tiếp xúc với nhau cũng tương đối nhiều, cho nên là chắc chắn là hai người sẽ rất là hiểu nhau vào cái matchup này. Ừ,
Bây giờ thì đây sẽ là một cái trận đấu đáng chờ đợi nha, nhất trong cái set đấu này. Và tất cả đều kỳ vọng là anh Quang sẽ làm một điều gì đó trước cái team được xem là ứng cử viên mạnh nhất cho chức vô địch ở cái giải đấu này. Đạo tình hình của các vòng Pro Tour và các vòng đất trong tháng 12 tới thì chúng ta cũng có những người chơi Z rất là đáng gồm như là Knuckle Doo, rồi 801 Strider, và thậm chí Smug cũng có một cầm sử dụng một nhân vật Z rất là thuần thục. Và nếu những đối với những ai mà thích Z thì cái các vòng cấp tới thực sự sẽ một cái giải đấu cực kỳ đáng xem, bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều tư liệu rẻ hóa để chúng ta hiểu thêm về cái nhân vật này, một cái nhân vật còn tương đối mới của Street Fighter 5. Rồi, chúng ta trở lại với giải đấu và trận đấu này. Tỷ số hiện đang là 2-0 nhưng về phía team lỗ thập cẩm của Hello Yen. Và bây giờ là người chơi cuối cùng của phía team Sagat Soldier là Quang Sagat. Ôi, hay quá, không ăn gì à. Ok, gạt lên level 2. Ai, Gara bất kích. Rồi. Đây là một cái matchup mà thực sự thì Sagat không phải là yếu thế lắm. Tại vì Z là một cái nhân vật cũng không có nhiều tool để qua Fireball. Và để đánh cái tầm xa thì Z cũng không phải là một mặt. Ôi. Ôi. Ôi, rất là tiếc mà thường là Punish sai. Ôi, hay quá. Một pha đọc bài tốt. Ôi. Còn không. Rồi, Finisher. Hay quá. Ôi. 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 Một cái pha liều không đúng chỗ của anh Quang. Rất là tiếc. Thật sự là một cái round đâu vừa rồi, anh Quang đánh rất là tốt. Nhưng là có những cái hút anh nắp một cách hơi liều. Rồi, đúng rồi. Đó là một cái cách hay nhất mà Z có thể qua được cái Fireball. Đúng rồi, trong cái khoảng cách đó không nên Fireball nhiều. Anti E, ồ không có Anti E từ phía heo. Tiger, ồ ok. Ờ, Command Rap. Cái khoảng cách của Command Rap đó thực sự là rất là khó chịu. Hay quá, Kana nào, ok. Rồi, ôi liều quá. Tiêu rồi. Ok, bây giờ có cái cờ chưa đủ chết nhưng mà sẽ vào một cái mix thấp rất là khó chịu. Rồi, rất là nhanh chóng, tỷ số là 3-0. Rồi bây giờ team thua ngồi lại gặp team của Hùng. Tiếp theo chúng ta sẽ có team rồi bây giờ trận đấu thứ hai trên stream chúng ta sẽ có team team Toto Club gặp cái team phải bản hàng team gì ta, team của Trung 12 á, đúng rồi, team của Trung 12, team của Dưới Thần, đúng rồi, vô đây à, vô đây. Chung 1-2 với thằng Thì Dầu. Tên dài lắm, héo nhớ à.
Team này là Charlotte. Rồi trận thứ hai chúng ta sẽ có team team này tên hình như là cái gì God Character. Nhưng mà đã một team vô nè. À. Thắng đâu vậy? À. Ở trận này thì chúng ta sẽ có một team vừa thua ở dưới stream là team Soto Club của anh này là anh Nick đặt là Think Twice, một người đánh Ken online khá là nhiều theo lốt, và bạn này là bạn nữa là bạn Kang, team gồm ba nhân vật Soto. Còn ở mấy một thì chúng ta có Xì Dầu, Radiate, một cái nhân vật rất là quen, một cái người chơi rất là quen thuộc, Trung 12 và Duy Bắc Thần, một team cũng tương đối rất là mạnh ở cái giải đấu kỳ này. Ở trận đầu tiên thì Radiate là người đi đầu tiên của cái team này. Team này sẽ gồm hai Menace và Rashid. Rồi Menace, Rashid gặp team Ryuken và Akuma. Ủa đánh luôn hả? Rồi chúng ta bắt đầu trận đấu. Radius gặp Team Joy. Ken. Với khi mình đã giao lưu với bạn người nước ngoài đánh Ken này thì bạn đã đánh còn khá là non, và có vẻ như bạn chưa có hiểu game nhiều lắm và nó bị bút rất là nhiều. Cho nên là đánh Ken sẽ gặp một người như Radius thì sẽ rất là khó thắng. Rồi. Okay, combo nào? Rồi, ok. Thôi nhảy bậy rồi. Rồi. Ôi, drop combo. What? Trời ơi. Rồi, ok. Round đầu tiên thuộc về Radiant. Round 2. Hay quá, ông hết. Anti air đúng rồi. Wow, Wake Up Tatsu. Thật sự thì không phải mô này đánh combo này. Combo gì nữa rồi? Ồ, bất chấp bị trigger. Thôi, đó là tiếng. Không biết chắc con. Ui, liều quá, thua rồi. Ấy, xài rock combo. Ui, như cuối cùng thì vẫn có được ra cái đầu tiên. Menace wins. Rồi, tiếp theo. Ai tiếp theo team này đây? Chúng ta cùng chờ xem cái người chơi thứ hai của team này lại. Ờ, à, vậy là bạn Charlotte đánh Ryu. Charlotte là một bạn thực sự hoạt động rất là tích cực trong cái thời gian gần đây của cộng đồng. Mà thực sự thì đánh Ryu mà gặp một cái người chơi thực sự là Menace mà gặp những nhân vật Soto thực sự quá thuận lợi. Hả? Đó. Hai giờ còn lại stream hết. Nhưng mà có cái bóng là kéo kéo vậy được không? Má
năm năm mới sao tìm tôi với ông hai carry rồi nè. Băng băng carry nữa rồi, nó cha không carry nữa, bố thì carry nữa. Có một cái diễn biến ở dưới máy dưới thì team của Hùng Phạm, Hùng Johnny đang có một cái ưu thế trước team của anh Quang Sagat, team vừa thua trận hồi nãy trên stream. Hiện tại Renet đang dẫn cái team còn lại. Nói thì team Sagat Soldier thì phụ thuộc rất là nhiều vào cái phong độ của anh Quang Sagat trong ngày hôm nay. Rồi chúng ta trở lại với trận đấu ở trên stream. Thì chúng ta sẽ có trận đấu giữa Radiant gặp Charlotte. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 phía team của máy 1 của Radiant. Charlotte những người thực sự là tuổi trẻ nhưng mà đánh theo phong cách khá là dài. Thích đánh theo cái hướng trường phái là phòng thủ chắc trước nhiều hơn, cho nên là Charlotte chọn cái phần view dùng Vindicator 2 tương đối bất ngờ vì chúng ta ít đây thấy ai mà đánh real lại dùng cái Vindicator này. Với những cái thay đổi mà các con đem tới cho cái mùa thứ năm phiên bản Champion Edition với cái sự thêm một skill thứ hai thì cộng đồng đang hy vọng và nó sẽ đem lại một luồng gió mới cho cái Fighter ở trong năm 2020 tới, một cái năm rất là quan trọng. Có rất là nhiều giải đấu mà ở tầm quốc gia của cái Fighter như là giải Olympic của Intel tổ chức. Vừa rồi một cái pha phản xạ SCA rất là hay của Radiant và Radiant đã giành được round đầu tiên. Anh nghe tốt thôi, combo đúng rồi này. Yeah, ôi không. Ok, bây giờ thì Radiant đã có Vindicator hay quá. Sẽ đắp đúng. Ôi, drop combo ở hit cuối. Hiếm quá. Ok, OBS nhưng cũng không có hoàn thành cái combo rồi. Anh yeah, đúng rồi. Chắc là... Ơ, chắc là được, được, chắc là được. Ôi, hơi chậm. Ôi! Cái show reel hơi khó tin, cũng hơi liều phía Charlotte nhưng mà như vậy đã đem lại cái round đầu tiên dành cho team ở máy 2. Radiant đang có full TA và cái ưu thế hiện tại cũng đang thuộc về cái người chơi Menace. Một hit nữa để vô TA thôi là trận đấu kết thúc. Không có lý do thì Radiant phải chơi chậm và chính xác. Rồi chúng ta sẽ đến với người chơi cuối cùng của team này là bạn Khang đánh Akuma. Menot wins. Thì cái những cái team mà bị thua tăng và thua cả hai trận một bảng thì sẽ có một cơ hội nữa lọt qua top 4 thông qua cái vòng playoff. Rất lâu rồi chúng ta mới có một cái giải đấu tương đối đông đủ cái cộng đồng ở miền Nam như giải đấu này. Mấy việc mà năm sau chúng ta Capcom sẽ tập trung vào cái giải đấu Intel và cái Street Fighter nhiều hơn
thì nhiều khả năng là cái chấp không đồ tour thì sẽ bị cắt bớt cái chi phí vận hành và cái số lượng giải đấu sẽ giảm dần bớt. Đó là một thực sự là một cái quyết định cũng dễ hiểu vì Capcom cũng đi muốn hướng đến cái gọi là cái môi trường esports chuyên nghiệp nhiều hơn là grassroots như hiện tại, cho nên là cái việc mà họ muốn tập trung vào những cái giải đấu team như Street Fighter League cũng là một cái điều nó tương đối dễ hiểu. Vì thực ra thì dù sao năm cuối năm 2020 chắc chắn sẽ là năm cuối của Street Fighter 5 rồi. Rồi, ta sẽ đến với trận trở lại với trận đấu. Radiant gặp cái người chơi cuối cùng của team ở máy 2 là bạn Khang đánh Akuma. Trong khi bản chất Akuma thì có lẽ cũng không lạ lẫm gì với Radiant, cái người chơi online rất là nhiều. Khang này đang đánh một tương đối gọi là bình tĩnh, Khang rất là kiên nhẫn để tìm cách để chôn nó lại trên áp. Ok, tôi rất là tốt phía Radiant. Và đây là cái thế trận mà Main áp có thể nói là quen thuộc với những gì chúng ta thấy những nhân vật này. Còn 20 giây cho cái round đấu này và máu của cả hai người chơi cũng còn khá nhiều. Nhưng có vẻ như là Radiant đang chiếm ưu thế khá lớn, còn 10 giây nữa ở cái round nữa. Nhưng cái round này cái tham mau rất là khó để có thể lật lại với cái thời gian còn lại là của cái round này. Rồi ok, rất là bình tĩnh. Thực sự bạn Khang cũng đánh rất là tốt một cái round vừa rồi, tuy nhiên chỉ có một cái pha nhảy là bị sai, các bạn thua cái round rất là tiếc. À, sau cái trận đấu này thì mọi trận đấu còn lại của giải sẽ có trên stream. Cái đấu còn trận đấu còn lại đều sẽ là những cái trận rất là căng thẳng để xác định cái top 4 của giải đấu. Ok, đó là một cái cách đánh quen thuộc của Radius. Hay quá, nghe tốt. Đây là một cơ hội để pick up. Đúng rồi, em pick up nữa nào. Thật ra thì bạn Khang cần phải đánh liều hơn một chút để có thể gỡ gạt lại ở cái round này. Ôi, rồi block tốt. Block con vét rất là tốt. Ôi, nhưng mà block buồn. Bây giờ thì bạn đã vào phía trigger được rồi. Rồi ok, chiến thắng đã thuộc về team của Radiant 3-0. Tiếp theo chúng ta sẽ có trận đấu giữa team team của Phương Sáng và Roden gặp team của Radiant. Ok, hello các bạn, lại là mình đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại cái giải 3v3. Thì xin giới thiệu, mình là Tài, mình là commentator các kiểu gì đó, mình sẽ bình luận những cái trận đấu này. Nói trước nha, tôi chơi tất cả, chứ tôi không có chơi game này. Là nắm cái gì sai thì các bạn thông cảm. Còn sau đây sẽ là trận đấu giữa Thank you.
Và sau đây sẽ là trận đấu giữa team Trung 12 và team của Rau Đen. Thì team của Rau Đen thì còn có gọi tên gọi là Kismet and the Karin. À, tại vì cái team này thì ngoại trừ anh Sáng, Karin và đồng bọn. Khi mà anh, hai cái người lại còn lại chơi Karin thì chỉ có anh Sáng là chơi Urien thôi. Không có coach Trinh nha, không có coach Trinh nha. Chúng ta sẽ qua lại thì Trung 12 nó bích cái con mạnh Karin. Về cơ bản thì lâu quá không chơi và cũng không biết matchup này thế nào luôn á. Nhưng mà rau game của Karin thì rất khỏe nên các bạn yên tâm. Anh Rau Đen á là một cái người chơi Ryu, nhưng mà dòng đời thay đổi, season đổi thay thì anh cũng phải chuyển qua anh Karin. Đâu bắt đầu. Up. Nghe tốt. Vậy sinh tốt. Hay. Ôi, rớt. Một pha rớt combo hơi. Chục, hay quá. Chút chót chót. Chặn tay ai rồi. Ủa, tuôn luôn rồi, nhanh quá. Hai, ơi, lại rớt. Tôi là tôi thấy 3 lần rớt trong một cái combo là trong một round là tôi thấy rồi, hơi ghê rồi đó. May là thắng chứ thường là chót là vậy là mệt à. Đó, Mixer tốt. Hai, đúng rồi. Có lực thì làm gì, có lực thì bấm. Bắt đầu em bớt tóc nè. Tối nàng tốt không? Hai, reversal được rồi. Hai reversal liên tiếp. Quá ơi. Đâu, rồi xong rồi, xong. Rồi, Trung. Nãy là Trung là hơi chán ngợp với cái lối đánh rớt combo nãy thôi chứ vẫn có thể thắng lại được. Chứng minh là mình biết chơi mà. Ôi bại rồi. Ôi không burn it. Thôi tí. Ý bại rồi. Sức còn tốt. Tiếp. Đừng có sợ. Hai bên đều có những cái vấn đề của mình. Setup rất là tốt nhưng mà cuối cùng không ai vô đâu. Hai lên. Rất nhiều máu luôn. Hay quá. Lúc rồi. Ơi. Hay quá. Để chưa biết ai thua thắng. Anh đi tốt và rào đấu kết thúc. Trận đấu thật là nhanh quá, mất đi. Đó. Và chúng trận xa. Nói chung là anh Rau Đen anh làm rất tốt nhưng mà anh Trung rất tiếc. Ủa rồi không rồi. Sau đây sẽ là chứ. Trời có coach Trinh luôn. Đây là trận của anh Phương Bison. À, chưa mà. Giờ đang test đúng không? Đang nút một dán đi. Đang nút một dán đúng không? Rồi. Test nút một dán hả? Test nút mà phải một dán lần vô không được. Lùi lại chỉnh nút cái nữa nè. Đó. Giờ là một cái Karin khác đánh với lại Rayshit. Tôi nhớ có một cái comment trên mạng đó là cái team này mà thả con bớt đi vô là team này nghỉ chơi điện tử luôn. Về cơ bản là phim nói chung là mấy bạn có thể thông cảm một xíu lâu quá mà ổng mới
hòa nhập với cộng đồng nên đang chỉnh nút hơi lâu một chút. Đúng rồi, đó giờ đâu đi off đâu, hôm nay mới đi thì là hòa nhập với cộng đồng. Cái đó chắc phải lại. Đây vẫn ngồi đây. Mọi thứ này rất rất ổn á. Thử nữa hả? Vậy là có đánh liền không để biết cái chỉnh nè. Cắt. Dạ trận đấu. Có thể nhiều lúc là tâm lý chiến cái kiểu kiểu vậy đó. Đúng rồi. Anh có biết chơi game này đâu, anh chỉ biết bấm nút thôi. Round 1. Mất tay luôn. Nè Karin này nó khát bọt nè. Ơ chờ mới vô ăn ôm luôn hả? Lẹ vậy. Khát bọt thiệt. Vô góc luôn rồi. Hay quá. Úp. Ây. Ây. Vô. Đầu tiên hồi mét cho Karin là một cái ông mà đi rau game rất là khỏe nha. Ủa vậy mẹ. Tôi mới giờ khen rau game khỏe ông nhảy không ta? Đó. Một. Lúc vô. Ô qua lại nhanh lắm. Ô một pha đỡ được. Ô mà headshot. Ơ lại rất combo. Giỏi. Lên lên lên. Parry. Ôi. Một bên. Ôi. Oh, một pha đó sót tuyệt đẹp. Round 2. Ây, chính rồi. Liều ăn nhiều. Đúng rồi, mất năng lượng đầu tiên. Lấy lợi thế của mình tốt. Không kịp cần phim cái đó rồi. Ây. Ta gọi là bay tinh. Quá anh em tốt. Khỏe rồi lắm. Hồi xưa còn biết chơi bám nó chung. Cái này phải vô, bắt buộc phải vô à. Bạn lấy máu đó, bạn gây áp lực cho đối thủ nè. Bạn phải lấy luôn cái sắp áo trong góc. Nhiều, nhiều. Karin là cái con, một trong những cái con có cái scale dam. Scale dam từ combo vô CA là. Ô, dính rồi. Vẫn còn confirm kịp. Hên xuôi, mày đuổi nè. Ô, phá ô. Ai, quá bậy bạn. Chết rồi. Coi bộ toan rồi đó. À. Giờ giải này là tất cả là đặt lên trên đôi vai của Urien nè. Team này với team Sagat thấy đồng cảnh ngộ. Team này với team Saga, Sim Sagat Soldier là đồng cảnh ngộ luôn nè, đồng cảm với nhau luôn á. Liệu rằng giờ tắc cồ vô được giải không ta? Liệu rằng có thể chúng ta có thể tắt rồi được. Cốt chinh quá nha. Cốt chinh dữ dội thiệt. Đang thắng mà con cốt nữa. Nói chung là phải ship khỏe mà. Reset có bao giờ yếu. À cũng một, không ai biết nó mạnh thôi. Vâng, matchup Urien. Đánh giá là giữa matchup Urien với lại Reset à. Ý là không có. Đúng rồi, giống như cái trận hồi nãy á, có nghĩa là. Đúng rồi, hồi nãy, nhưng mà có một trận, trận như đâu giờ nó đâu giờ như bấm nút, không ăn đòn. Kêu chưa bao giờ đánh online kiểu đó bao giờ cả. Chưa bao giờ đâu á. Kêu cái chạy vô chập luôn. Đến lúc đổi tay rồi anh nè. Round 1. Fight. Rồi, nó bắt đầu. Ôi, hay quá. Nó không thở nhưng mà bên này được nhưng mà rất khó. Phải tập mới quen. Hay. Chặn cái nhảy lên đó.
cái giò này chặt chặt chứ ta. Hay quá. Ồ, hết tất còn. G2 lên. Ê, à, tốt, cần vào tốt. Giỏi, đường này hay, hay, hay. Hay quá. Bỏ được hết luôn, hay. Đúng rồi, nó những hai cái đó còn hai lắm. Ê, overhead. Ê. Thôi, hai bên đều biết nhau nhưng mà ai cũng hụt. Và đây là mát boy cho cái gì? Má mà ngồi sau lưng tôi, má ngồi chót chân tôi cảm thấy ghê quá trời. Các bạn có thể thông cảm về cái kiến thức của mình thì mình chơi Tekken. Nó ăn bình luận viên hôm nay nó bị đau họng rồi. Tôi cũng biết cộng cộng trời trời ơi, nhưng mà nhân kia sao tôi chưa biết. Còn tốt. Overhead. Được đây giết là Razit. Razit là một con tướng mạnh. Ate hụt rồi. Trong in tốt. Không. Tôi vẫn dính. Chà, khó rồi nha. Khúc này khó rồi nha. Ui, ít đó còn. Ui. Ai ai no. Một pha nhảy. Và một pha OCV rất đẹp. Và trung trung 12, team trung 12 đã giành được một chiến thắng cực kỳ nhẹ nhàng. Thấy cuộc đời khổ ha. Một team á thì ông kia phải làm hết, còn team team một người một làm với thằng kia ngồi chơi thôi. Sau đây là trận của trận kế tiếp là trận của ai? Ikemoto ra nữa. Ikemoto. Ikemoto ra nữa. Sorry my bad, my bad. Anh em khỏe dữ vậy. Đây là trận trận giữa trận Renet là team Renet Johnny Desip. Cái team này thì được gọi là team Đông Đảo Thần Quyền. Đông Đảo Thần Quyền đúng rồi. Còn về phía còn lại là Iketomo, Heoyojin, Anubis thì mấy bạn có thể gọi team này là team Evo Việt Nam cũng được. Tại có hai ông được vé đi Evo. Thêm một ông người Nhật nữa. Chờ đó tờ lóc nè, nó đâu ngay từ đầu mình phải đoán rồi. Chờ đó không biết, bạn tổ chức ở đây kêu không lóc là lóc thôi chứ biết sao giờ. Round 1 Fight. À, một... hai máy ra sồ luôn à, ngon. Ôi, tôi bắt đầu trận đấu, xin lỗi các bạn, lo nói chuyện nhiều chuyện xíu rồi trận đấu đã bắt đầu và à, nửa trận rồi, bắt đầu khoảng 30 giây từ từ, khó quá. Nhưng không chuyên chưa được trả lương anh hiểu không? Hay quá. Stay overhead đỡ được. Giờ Ibuki là vô thấy khó nè đó, lọc Karin vô thấy khó nè. Hay. Còn hạt đỉnh mà. Thì Iketomo là một cái player đến từ Nhật Bản. Thì Nhật Bản là quê hương của game đối kháng thì chúng tôi không nói gì ha.
Xong rồi trong đội hình còn có thêm cả Heo Vô Duyên Anubis nữa. Nên là hai cái tên gọi là tình đám rồi. Kim được đánh giá là ứng cử viên của chức vô địch. Nhưng mà trong trong cái BO1 á không có gì xảy ra. Hay quá. Còn cực kỳ tốt. Mấy anh ơi, chúng ta đang lên stream. Chúng ta đang truyền hình trực tiếp á. Mình phải giữ cái gọi là cái sự chuyên nghiệp, anh hiểu không? Ủa. Qua giờ trận đấu đi, né xong rồi. Tôi vừa chửi bên khán giả quay được lại là xong rồi. Đó, sau này là vị trí thứ hai trong team Đông Đảo Thần Quyền là team là Johnny chết tịch. Đây là một layer người ta gọi là tại Việt Kiều Mỹ Tiến về. Rồi tôi còn giới thiệu đây team EVO Japan, EVO Việt Nam nữa. Rõ ràng muốn gì nữa. Mình đổi đài Loan liền, Ê, đang truyền hình trực tiếp á nha, nó hút vô đây một cái là bị ụp cả lũ á. Làm người ai làm thế. Rồi, Iketomo và Zeku. Đây là hai ông già quýnh với nhau. Zeku cốt truyện là gì ta? Là sư phụ Cody phải không ta? Đúng rồi, sư phụ gái, không phải Cody. Cody là bạn thân. Gai. Ok, bắt đầu. Liệu rằng một cái thất bại rất là chóng vánh của Renet, liệu rằng Zeku có thể lật được cái kèo này hay không? Ai cũng biết là Dahim thì đánh con Dahim mà nó tên khó chịu cực kỳ. Giờ chắc là chỉ có con đó, hiện giờ người ta chửi cái gì chứ. Nhưng mà vẫn được, chơi được, có biệt tử được là chơi được. Giết được con Zeku xong nhiều khi đây ngon. Đâu quá được gặp tiếp. Đang đánh dòng bảng tính điểm. Hai người cao điểm nhất thì đánh cấp 4 là đánh Winner Rocket đó. Đúng rồi. Thì cái này quyết định vị trí của nhau thôi. Mở lửa. Hey, bậy rồi. Ơi. Phá đó mà không rớt là xong rồi đó. Ráng lên. Ờ, hai thằng chơi đấu đánh, hai thằng nhỏ, hai thằng dưới đánh nhau chứ. Ôm, bóp. Hỏi lửa nè. Ui, ơi. Qua đó thì cũng không nghĩ là dính mà. Qua đó là rõ ràng nè. Ui, trời, lại một pha rớt nữa. Rõ ràng là cái người đang gặp khó là Iketomo. Anh ấy đang hơi chậm. Nhưng mà vẫn đánh được, vẫn bay lắc. Ơi, không bao nhiêu. Này, hỏi lửa nè. Ừ, hay hắc ơi. Ủa. Má một pha rất là liều, lẽ ra là CA luôn nhưng mà quyết định là để lại, để meter lại để chơi rao cuối luôn. Gặp tôi lúc đó tôi yếu tay, tôi chơi CA rồi. Hay. Đó, giờ tự nhiên có meter chơi tiếp. Ê. Ô, đỡ được mà không bên này được, hơi tiếc. Có đó bên này đâu ta. Được. Thì đó. Thì đó. Đó, S đây này được, em nhớ là bên này được. Ôi mừng quá, tôi vẫn có kinh kiên môn các ông ạ. Không đoán được đâu. Dạ.
ê CA đúng không? Không. Một lần cộng. Dạ là một chạm là chết à. Hai bên giờ chạm nhau là chết à. Rồi. Xong rồi. Rất tuyệt vời. Cuối cùng là Chanh Xuyên cũng đã một cái trận đấu là cân, hoàn toàn cân. Hai bên giành giật nhau tình mạng một. Zeku win. Đó, sau đây là sẽ là đến Anubis. Một trong những player hàng đầu của Việt Nam. Dùng từ khó ha. Ảnh mới vừa cùng với lại Hùng Johnny của team bên kia đi EVO xong. Hồi xưa là có nghĩa là có một ông không hiểu sao luôn á thiệt. Không hiểu sao luôn á thiệt. Lẽ ra được đi rồi. Thiếu cái visa. Tôi là tôi đâu có dính vào cái lỗi đâu không? Thế tôi được đi SEA Game. Vậy đi. Tìm ông khó đánh thôi, gì đâu. Bên kia đỡ biết bao nhiêu không? Thì quay lại cái chuyện EVO chút á, là hai người này đã từng sát cánh nhau đánh EVO ở Mỹ. Nhưng mà giờ là cả hai đã hai bên chiến tuyến. Giờ phải giết nhau để giành cái lợi thế ở trên nhánh trên. Thôi ông ơi, ông gánh mệt rồi, ông kể tôi đi. Đấy, một cái tinh thần rất là anh em vui vẻ, anh em mình vui. Quan trọng anh em mình vui thôi. Đấy. Rồi, và vẫn là Zeku và Ken. Ken thì là giống như là nó là signature hơn. Signature character của anh biết rồi. Ổng thì chắc là con Ken chắc mạnh nhất Việt Nam luôn á. Cỡ cái ông mà không có visa được đi Mỹ thì làm sao đánh nổi. Trận đấu bắt đầu. Tôi nói bạn, cà khịa xíu thôi chứ trận đấu bắt đầu. Ở đấy đánh hay mà, tôi đánh sao lại. Hai bên đang bắt đầu gườm nhau. Bắt đầu tốt, tập phim tốt. À, hay, không cho mình được rồi, vô. Ồ, xe đập không? Ê, đó. Combo hơi hiền, lẽ ra combo đó có thể đánh cái khác tốt hơn. Nhưng mà hơi hiền không sao. Được, đánh là được rồi. Được, chơi được là được. Ê, lại. Ồ. Ê, ồ. Vô, cảm ơn. Quá trời đam. Đầu. Vẫn ngồi trong góc. Ê, quá liều luôn. Ủa, quên cái đó. Ờ thì cái đó không phải là liều, cái đó là tính năng của game rồi. Vớ người ta đánh người. Ừ hả thì bình thường mấy ông nội hở xong rồi. Người ta hay chọc á là mấy ông nội đó tách sư xong mấy ông mới DB luôn mà. Bị DB được thì đó là lỗi của bạn rồi. Ừ, hay quá. Đúng là đẳng cấp cao khác. Chưa, sống lại được nè. Biết gà bất vô. Rồi, vô góc đứng tiếp luôn. Ui, bay xinh tốt nhưng mà không cần phim vô combo. Từ. Đang nhiều máu mà, đi nhiều máu từ từ. Đúng rồi, từ. Ui, thoát được rồi. Ô, một bay xinh quá tốt. Nhưng mà không có bên này thương hết. Ôi, dài. Ai chú thâu và xong. Đấy, người ta đánh nó phải thế, hấp dẫn thế. Và giờ team Đông Đảo Thần Quyền sẽ quyết định là vét ra. Đúng rồi, đề xích. Theo nhìn, theo cái quan điểm cá nhân thôi, tôi thấy đề xích là một trong những layer đẹp trai nhất ở giải này. Thầy cũng đúng à, diễn viên mà đẹp trai rồi. Mấy bạn có thể theo dõi trên kênh YouTube, trên các phương tiện truyền thông, kênh YouTube những cái bộ phim anh ấy đóng. Anh ấy đóng thành phim cấp 3 mà. Cấp 2 là không có đóng. Phim cấp 4 thì tôi chưa thấy thôi. Ủa vậy
của thì hay. Thế hay phim hay. Và Desid đã đánh một cái vị cha, một cái tướng người đẹp trai đánh cha cũng đẹp trai nữa. Vô là bích là một đẹp trai liền nè. Ở đâu ta? Đó. Này là character mới của phiên bản 5. Nhìn gì chứ cái kiểu mà máy xéo mà một che một mắt là các thứ là thấy được rồi đó. Đó. Cái này là bích cha là nó vận tới người luôn. Bích cha là vận tới người luôn, kiểu Ken thì có gia đình con cái đẹp trai. Đó, trận đấu bắt đầu. S là một cái nhân vật mới mà nó bị rất có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh cha này, bởi vì cha này là cái cha một trong những cái cha hiếm hoi đầu tiên luôn, là không có bạn không có motion khi mà chơi game này. Tất cả những cái battle nó toàn là bấm từ hai nút là có thể sử dụng battle đó rồi, nên người ta không có đánh giá cao đó. Ơ bà, tôi mới vừa quảng cáo về con đó không thì giao đấu khá thành tốt rồi. Và đây là mad boy cho Anubis. Rõ ràng là Desid là một cái con, Desid là một người chơi mạnh, nhưng có lẽ là cái kinh nghiệm vẫn được. Ơ Bonnie rồi thôi không sao, vẫn được chơi được. Combo rất chuẩn chỉ. Pha đó hồi nãy thì mình bỏ qua đây ha, mình không có tính tới. Một người DB7, người kia DB7 luôn. Ồ hay quá. Quý Bonnie đính quá. Ê bại bả rồi, xong rồi, chết luôn. Tú nè, rồi ra đấu coi vừa kết thúc. À chưa, còn cái một. Reset. Hay. Rồi, miss up. Set up á. Ê. Liệu nàng có thể lật được hay không? Hay quá, đỡ được không hết. Ôi. Quá tuyệt. Và trận đấu kết thúc quá ư là trong trắng con. Thế là tiếp tục là team Lẩu Thập Cẩm sẽ giành được cái lợi thế của mình ở trên nhánh trên. Và sau đây sẽ là trận đấu giữa team Sagat Soldier. Hello các bạn, sau đây sẽ là trận đấu mà được mong đợi nhất nhì đây. Trận của đấu giữa Quang gì à? Sagat Soldier do anh Quang nắm đầu, dẫn đầu. Và trận đấu giữa team này team gì ta? Râu. Karin và đồng bọn, quên, lâu quá quên. Thì sau cái kế hoạch là đi cuối không thành công. Anh Quang quyết định là anh ấy quyết định là đi đầu luôn. Và là một ăn cả là ngã là ăn hết nè. Đó là ăn là ăn cho hết luôn á. Có nghĩa là ổng mà toan là nguyên team toan theo. Đúng rồi, còn nếu mà giết được là giết tới luôn. Được được là giết luôn. Đó. Đâu hát đi. Đấy. Wow, đây. Đó. Đây trận đấu giữa. Thật sự thì anh Quang ảnh mai danh ẩn tích hơi bị lâu. Dễ kinh nghiệm á thì Quang Sagat là người có cái kinh nghiệm chơi Street Fighter 5 khá là ít, bởi vì anh ấy ông trốn nhưng khi nào mà con Sagat ông ra ông mới chơi. Nhưng mà giờ giới học yếu Urien cái leader của cộng đồng Sài Gòn, cộng đồng đối kháng ở Sài Gòn, và một người chơi rất là đam mê Urien thì không biết là như thế nào. Combo tốt thôi, tốt counter tôi nhầm. Bonnie hơi hiền nha. Đúng rồi, trừng phạt đối phương hơi hiền. Ôi, trong bán hộp rồi.
Rồi, đây là cái điều mà bạn thường hay thấy ở bảng 4 nè, đó. Hai bên ngồi chưởng nhau vui lắm. Trời ơi, cô không vui, có một bên vui à, chứ bên kia đâu có vui. Đó, chưởng. Đấy, rất là khó để bạn có thể nhảy vô rồi một cái con xa gác. Ui, đề. Rõ ràng, đó là một canh. Canh rồi, cái đó là me, cái đó là được me rồi. Đấy, một pha được me nữa. Đấy, rất là khó đánh cái matchup này. UDN thì tôi cảm thấy là cái map này hơi khó vô ha. Không cần, không có, ít có tool để có thể vô được quá. Đối phương bị đối phương 7 bài. Máy tốt ơi. Và đó đó đầu tiên. Cuối cùng cũng đã thuộc về họ có một khởi đầu rất tốt cho cái Sagat Soldier này. Chấm mắt, ôi vẫn bị DB. Quá thật quá khủng khiếp. Đấy. Đây, đây là cái concept cơ bản của cái con Sagat này luôn á. Có nghĩa là bạn chỉ trưởng. Không rồi bạn trưởng. Bạn trưởng đến khi là đối phương nhảy lên thì bạn DB thôi. Game là dễ. Thái gỡ bất kích. Ồ, không AT. Hay quá thôi. Còn một chuẩn chỉnh. Vô tiếp, áp sơ tiếp. Đá lì. Hay quá, rehearsal. Reversal. Ây, bậy rồi, DB. Vẫn còn, vẫn còn. Hai bên đang chậm mở nhau này đấy. Khá khó, giờ chỉ cần một combo, một chạm là chết. Bây giờ hai bên đang rất cẩn thận. Để tắt cô tốt. Ê, vô. À, hơi sai rồi. Tự nhiên lâu lâu gương sạc. Hay quá rồi, giết luôn. Đúng rồi, cấp nó con hát. Sai mình sửa. Ê. Chữ không ngon hơn thôi chứ. Ồ không. Ờ trong tâm in được rồi nhưng mà combo thì hơi hiền. Bên này hơi hiền lành chút. Hay quá anh em tốt. Ơi không sao, vô được tiếp. Thôi ơi, vô góc đứng luôn à. Ờ một phát nữa mà vô góc đứng. Giờ bắt đầu khó cho Saga anh nè. Đương nhiên thì trong cái tình thế là phòng thủ thì vẫn là điểm khỏe của mình. Ơi AD không được rồi. Rồi toàn rồi, toàn rồi. Ơi ơi ơi. Ơi lật ơi, lật nè, lật nè. Lật nè. Ơi ơi. Quá liều. Ơi rồi. Tôi thấy là toàn rồi đó. Tầm này là toàn rồi đó. Dạ chắc là chỉ có đi thuê lính đánh thuê ngoài thôi chứ tầm này là toan rồi đó, hơi toan rồi. Nói chung là anh ấy có một cái trận nguyên một cái trận đấu rất là tốt, sai có một cái thôi. Lâu sai hai cái, sai hai cái. Tôi nhận. Tôi cứ hy vọng là giải này sẽ cân lắm, xong mà toàn mấy trận OCV không mà. Có trận hồi nãy là còn đổi người nha. Ơ liên quan gì tôi? Ấy là đỡ. Ở kìa. Alo, alo, tôi có làm gì đâu. Liệu rằng trong một cái ngày không được không bình luận, Tú có thể tập trung hết sức mạnh giết được cái kèo này không? Lấy con rau cũng được bạn. Có niềm tin cho anh em coi, đừng có lắc đầu vậy. Nó hơi bất lực. Karin và những người bạn. Râu dền với Phương Bay Thành. Giết được sáng thì cũng còn hai cục đó. Thì đó. Chết rồi. Vậy giải đấu à, cái gì nó cũng có thể xảy ra được hết á. Vậy dành ra xin lại đánh rất là liều mà. Má cái pha đúng kiểu rồi. Mình chưa có luật ban bích đánh mình chưa đánh chuẩn ban bích. Chứ mà tờ tìm á, giải đánh tìm tính là giải đó, ý tưởng đó rất là hay thì chúng tôi đang rất là muốn vậy. Hay quá, bắt đầu bên này tốt. Trong khi bên kia hồi nãy đang dẫn máu rất tốt thì tự nhiên giờ này đã ưu mạnh thì thấy khó rồi nè. Giờ sao mà đánh đây.
Ở trên ừ. Nhưng mà Ibuki là một nhân vật rất là mạnh. Rất thích. Rất là bạn phải tập luyện là phải training rất là nhiều. Hãy đe tốt. Hất dai. Hất dai chứ không phải là hất dai. Xin lỗi mọi người. Dùng tờ sai. Hút vô đó. Ừ. Ngoài hút thích kìa đấy. Và em đấu kết thúc quá nhanh. Và nội bộ là OCP. Tôi nghĩ là trận đấu này nó mang cái tính thủ tục. Oscar em cứ mạnh dạn em nói nè, giờ mà anh mà giết em là commission tăng gấp đôi, không dễ cho Saigon Cup nữa đó. Đó là một cách mà mình có thể thắng cái kèo này, em hiểu không? Nói vậy thôi chứ. Làm gì có ban tổ chức là sao? Đó. Và đây là không, tôi em không có nhận hối lộ từ bên các player, em hiểu không? Mình phải giữ cái tâm mình trong sáng. Urien và Karin. Karin là một cái nhân vật rất là được ưa thích của Street Fighter 5. Vậy chứ tôi thích. Khỏe mà, cười cũng dễ thương nữa. Dù cười hơi đẻo một xíu nhưng mà vẫn dễ thương, vẫn tính là dễ thương. Anh ơi, bật cái phim, cấp 3 nhỏ tí nha anh ơi. Round 1. Fight. Trận dài, còn dài đấy, còn dài, hay quá. Cho mình tốt. Nhưng mà ảnh cũng không ngờ là ảnh cho mình được nên đã rớt cái combo đó. Không sao, không sao, mọi thứ có thể bàn lại từ đầu. Hay quá. Hay quá, không anh Tia. Ê. Rất là thích tối, vị trí sau lưng. Là một người chơi Karin, tôi phải chấp nhận được hành động vậy. Ồ, đâu cái đó không? Ồ em cũng cái ổn thì bình thường thôi. Ừ, ừ. Ây da, không được bấm nút bạn ơi. Nhìn cái gương đi. Ây, overhead rồi. Đừng có chết nha. Thôi, toàn in. Round 2. Cái game này nó khác gì bình thường lưng là ít thở mà. Nó không chết thở chứ. Em nhớ rõ ràng là thở. Phe tịch quá, kỳ quá. Ý da, một lần nữa. Ê, tôi nói luôn mà. Trời, tôi nói luôn á, trời ơi. Một lần nữa là một lần nữa luôn, không nói nhiều luôn. Và trận đấu này là chiến thắng. Và là trận Thank you.
Rồi. Và đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Và chúng tôi sẽ, sau cái vòng đấu này chúng ta sẽ đến top 4. Ở đây vòng cuối cùng ở playoff. Và ai giành chiến thắng trong cái trận đấu này sẽ là đội tiếp tục nuôi hy vọng vô địch cái giải 3-3 này. Rồi, còn trên thì chưa biết. Thì, tôi xin giới thiệu sơ qua về hai gương mặt trên truyền hình thì Renet là bạn áo xám. Đó. Còn Charlotte là các bạn mặc áo đen. Thì không như gì Renet thì tôi có quen biết sơ hồi còn chơi chung tiền tử chung 2016. Còn Charlotte đó là một nhân vật là một cái gương mặt mới. Tôi cũng chưa có cơ hội được thì đánh với bạn ấy, nhưng mà bạn ấy đánh một cái nhân vật mà được gọi là đánh giá là yếu nhất cái game này, Ryu. Round 1. Fight. Ôi, trận đấu bắt đầu. Hey, cầm phim tốt. Ryu là một cái con tướng bị đánh giá là quá yếu ở bảng 5, nên không biết là liệu bạn Charlotte có thể làm được cái điều cực kỳ với mình không. Karin, whip rất dài. Không cần phim. Oh, một cái nữa. Overhead, đỡ được rồi. Rồi tiếp. Và đã đấu, đầu kết thúc quá trong bắn. Rồi, bắt đầu. Ui. Trong hình, không AP. Ây. Đúng rồi. Nãy mới, tôi mới được giải thích là cái đó ở bên này thôi. Ôi trời. Đắt vô fireball. Pha này mới nè. Hay quá anh ơi. Ê, hay. Ghê. Chưa chết. Ôi, chết luôn hả? Ghê, vô đam đấy. Đó. Thì bạn có thể thấp hơn thì bạn cứ làm vậy. Cứ đốt meter mà chơi tới thôi. Hai bên nhà cân bằng này không? Không nhớ không? Chết được. Ai vô Paris thế mà. Không sao. Mấy người ta chơi mà chúng ta chơi được. Hay. Ơi. Ơi à, không AC. Rớt combo. Hay. Đúng rồi. Combo nét dữ. Mà nó bắt đá tốt quá nhưng mà. Để bắt đầu trận thế nó bằng nhau rồi này nha. Dạ, bất cứ một pha va chạm nào là cũng toan á. Ơi. Ơi. Chưa. Lẽ ra là thắng rồi. Ơi. Sao bạn lại nghe lời? Tôi tức quá thiệt luôn á. Pha đó đựng Barry là xong rồi. Tự nhiên nghe người đằng sau Barry, cái Barry thiệt luôn ta. Làm vậy là hơi liều rồi đó. Hơi quá liều. Và giờ tới phiên là Khang sẽ là người kế tiếp. Bạn Khang cũng là nhân vật mới quá ta. Đâu ra nhiều trai đẹp dữ trời. Ê, tôi không gây, tôi nói chứ. Còn Khang thôi chứ, gây đâu. Đó. Pha đó tôi rất lẽ ra là đừng có Barry mà tự kỹ cái là DB là xong rồi. DB vô CA là xong mọi chuyện rồi. Đúng rồi. Tự nhiên đâu ai đúng là tôi có một cái câu nói nổi tiếng của bản thân đó là nói chung mà tôi còn hay nói với bạn bè là cái gì mà hạn không hiệu quả thì bạn làm nó hai lần nhưng mà không có ai làm nó thì thế bao giờ cả. Rồi, và đây là trận đấu giữa Akuma và... Tính ra là tôi không có chiếc thông tin gì về bạn Khang này luôn á. Mong là đây là một trận đấu hay. Ít nhất là phải cao nhân ẩn vật gì đó. Thấy một bộ đồ là biết đẹp trai rồi. Ê.
Ây. Đó được, hay rồi. Vô góc rồi. Ô. Bắt khâu luôn không biết rồi. Hai khâu. Ý. Nguyên Simi. Xong rồi. Hay. Tôi muốn chơi nó quỷ vậy đó. Ây, hay quá. Đồng yên được rồi. Đó, vô góc. Cậu bộ đẹp. Thôi. Wow, nhảy ra nhiều dữ. Wow, cái này mới lạ nè. Thôi, reset luôn. Hay. Ê, cái gì vậy? Không mà đừng bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện đâu có đó, không? Còn còn chơi được, còn chơi được. À, khúc này hết chơi được rồi. Team này tôi thấy kỳ ha. Ông hiểu Paris, còn ông DB 2 lần. Đâu ai làm thế như thế 2 lần bao giờ. Và đây sẽ là trận đấu cuối cùng. À, một người nước ngoài. Ok, à, Twin Fly là một anh người Mỹ. Ê, có bao giờ ông DB 2 lần không ta? Stress quá ta. Nghe tên là hay ghê rồi đó. Cũng có thể ông nghĩ như mình. Cái gì không hiệu quả thì cứ làm nó 2 lần là được. Nghe Twin Fly hay ghê quá. Cũng ghê đó. Liệu rằng đây là pha OCV cuối cùng của dòng playoff. Không ai OCV ngược. Mình làm cái gì đó nó hấp dẫn một chút. Nói xong thua luôn. Giả bộ thua cho người chơi khác được chơi chứ. Tôi cảm thấy là ở bên phía xa xa kia bắt các bạn bên kia đang húi nhau rất dữ dội. Ken và Karin. Round 1. Fight. Hay, comment tốt. Combo đi. Vô góc rồi. Cầm hình hơi thấp. Wow. Hay. Vô nè. Ôi, bẫy được rồi không rồi đi. Ê, này đó. Ê. Rất hay. Hơi khó à, hơi khó à. Bad boy cho team công đẩu thần quyền DB 7 đúng à, đúng vô lô DB không phải là DB 7 lại vô lô DB cái nữa đừng DB cái nữa nha anh đó vô lô tắc sư là được rồi nè thấy hợp lý nè đó áp lực tốt ây à hơi chậm rồi. Đá lửa. Ý. Ồ, tách chân. Bên này hơi thiền. Ôi, đẻ hả? Phải như vậy, nó phải như vậy. Ôi, xong rồi. Xong không ta. Ôi, trời. Bên kia cũng rớt luôn rồi. Ây, ây, ây. Ôi. À, đang tiếp. Và xin kiếm hôn cho team. Team gì te? Xin chia buồn cho team của Charlotte, Khang và Choa Hinh Choa. Họ đâu mình phải rời khỏi giải đấu này.
Và sau đây sẽ là 4 đội mạnh nhất trong 6 đội đi ra. 4 đội mạnh nhất. Và sau đây là trận đối đầu giữa Lẩu Thập Cẩm, Karin và những người bạn. VS Karin và những người bạn. Sau đây là trận đấu giữa Lẩu Thập Cẩm và team Karin và những người bạn. Liệu rằng là sau một cái pha hai bên đang rất là suy tư, bởi vì đây là Single, nói chung là khuôn mặt hai bên không có vui vẻ gì hết, tại vì rất là căng thẳng. Bạn biết rồi đó, cái này mà bạn thua là bạn thua luôn á, không có cửa lần, nên là ai cũng có những cái suy nghĩ mà toan tính cho mình. Liệu rằng một ba, đây là lần thứ hai anh Râu Dền đi đầu, anh sẽ có thể đang làm điều gì đó bất ngờ trước Adobe hay là không? Ok, má tầm 1 giờ mấy là anh lên rồi, set up nữa. Về qua móc. Ok, bye bye. Round 1. Bắt đầu. Hay, quyết bên đấy tốt. Không thể tập trung được, hơi khó. Nhiều đau quá. Đó được, đó được, đó được. Hey. Hay quá. Đúng rồi, em còn e luôn. Này, có lật còi không leo. Đúng rồi, ừ. Này, giờ tới phiên Sách Sơn nè. Rồi. Quá xuất sắc. Biết là mình có thương sẽ reverse hồ, bắt cái reverse hồ luôn. Đê bê. Hay. Tôi nhìn match 1 nó không, tôi nhìn với cái đó tôi thấy đau quá. Nhưng mà một cái ôm tôi thấy hay quá, không cần phim tiếp. Đúng rồi. Hay. Nè hay thế. Hay. Ôm. Ơi, Unit quá hiền lắm. Để nó có thể Unit chặt hơn nhưng mà hơi hiền. À, lần này thì cứ nghĩ là ta ôm mình tách, ai ngờ tách hay ăn đó. Biết sao vậy? Thôi hôm sau trận đấu đã kết thúc. Anh đâu giờ có những lúc phút giây rất là tỏa sáng nhưng như vậy là chưa đủ. Ông với Siray rất là hiền lành và khá là đáng tiếc. Mình biết mạnh hơn xíu nữa là người ta sợ mình rồi. Không sao, mình có thể để dành qua giải sau. Không sao, mình có thể để dành qua giải sau được. Và kế tiếp sẽ là Urien. Lâu vậy? Đó là Urien đối đầu với lại Ken. Đây là một hai người này gặp nhau rất là nhiều trong giải nên cũng khá là hiểu nhau á. Thì không biết là họ sẽ có đối đầu, họ có những cái đối sách gì cho mình. Kneel before me when in my presence. Bên anh còn đâu mà
Thằng đó đã bắt đầu. Này phải nghiêm túc nè. Đúng rồi. Ồ, burnit nó phải như thế. Burnit tốt, rất tốt đến từ vị trí quanh sáng. Rõ ràng là nó đã chuẩn bị rất là kỹ cho nó match up lại. Hay quá. Hay. Chịu hấp luôn. Để nó bị một cái nút nè mấy bạn. Bình thường trong trong game đối kháng á, khi mà bạn bị đẩy vô góc á, bạn rất là khó để thoát ra ngoài. Vì thế là khi chơi mình phải có hạn chế cái việc là bị đối phương gây áp lực đi vô góc. Tuy nhiên có những lúc mình cũng phải biết lùi đúng lúc. Ây, coi này tốt. Combo cho cần phim chính á. Thế tích cổ. Hai. Và đó. Combo tuyệt đẹp. Ý, góc rồi, hai pha thâu liên tiếp. Hương phát động với hắn nè. Lâu, chạy vô là bạn thấy đi. Hay, tập thâu của Urien thì nó cũng hơn không. Lâu lâu em vẫn bị sốc với tập thâu đó. Ha. Ý da. À, và một round lấy lại ngay lập tức thì nó final round. Đây là bản thắng rất là căng thẳng nha. Đây là trận đấu gọi là bản lề luôn á. Nếu thắng thì thua gì trận đấu sẽ gần như đẩy vào thế cân bằng. À, nên hai bên rất là cẩn trọng lẫn nhau. ATM tốt. Ây. Có thì làm thôi. Hay quá. Tiếp. Đúng rồi, nếu khoảnh khắc không cho đối phương thở được. Ừ. Ui da, được thế. Bắt đầu dính xe. Ui, hay quá rồi. Một bát nữa mới chết, một chạm nữa mới chết. Đây, chưa. À, đó. Ê, ít đi. Can win. Và hớt khó ha. Ông kêu mà ông liều luôn mà, phải đâu ông liều á. Ủa chết chết luôn hả? À. Đấy. Và giờ là tất cả gánh nặng đều đặt lên trên vai anh Phương Bison. Giống như tôi nói hồi nãy, cái trận đấu hồi nãy là trận đấu bản lề phải không? Nếu mà anh Sáng thắng á thì hai đội sẽ vô trạng thái là bằng quân số. Còn nếu mà thua là coi như là một mình anh Phương anh lo hết á. Trận chiến của những người già. Đúng rồi, già người già chơi nhau thôi chứ. Giờ cho tụi nhỏ biết. Karin này sẽ có khác bọn nữa Karin nãy chắc. I should asking. Tôi thật sự không hiểu được giải đấu gì mà bên thắng cứ gây áp lực cho bên thua. Chắc nha, chắc nha. Chắc nha. Giờ lại đâu đê, giờ lại đâu đê. Nói chung là trận quan trọng á, không ai cũng căng thẳng hết á. Giảm momentum lại. Đó, thiếu cái nút rồi, thấy không? Mới đâm kết kìa đó. À. Đúng rồi, hai nút bấm đó là nó sẽ nhận nút lớn hơn. Team bên kia chưa đánh mà team bên kia gây căng thẳng bên này quá thật. À. Đây, trận đấu cuối cùng. Liệu sẽ có một pha OCV ngược
Ô CV ngược. Ôi, không tốt lắm á, từ ba thật. Không sao. Ô hay quá. Hai bên à. Rõ ràng là hai người chơi rất là có kinh nghiệm. Ủa. Họ hiểu nhau đến từng động tác một luôn á. Tại không đủ tầm thôi chứ. Nhìn là nghĩ y chang nhau rồi đó. Hay, kinh nghiệm tốt. Đấy, 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 đấy. Đẳng cấp nó phải thác bọt mà. Vô. Nói chung là thôi không sao, Ken vẫn còn có lợi thế là vẫn còn đầy đủ meter để mình phải chơi round này. Ê da, bậy rồi, bậy rồi. Ê, 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 ê. Được lắm. À, nó đang ơi, xin không đủ tầm. Hay quá. Đó. Khi mà đánh rau game rất là khó để đối đầu với lại Arin. Hay chưa? Ôi, rất đơn giản. Nó phải là như thế. Nó phải là như thế. Đó. Đánh vậy mới làm đàn anh được. Đó. Đây. Đó. Tôi bị cười gãy. À Chanh à, đây là trước mặt các bạn, đây là một cái người chơi rất là tài năng. Mỗi cái không có visa thôi chứ. Anh ấy là đánh đâu thắng đó. Luôn luôn có mặt trong những giải đấu lớn như Sony Show chẳng hạn. Mỗi cái không có visa thôi chứ. Liệu rằng con ghi của cái giải này, nãy giờ chúng ta mới thấy ghi có một lần thôi, đó là lần cái trận đấu đầu tiên của giải. Và lâu rồi chúng tôi mới thấy lại anh Hường xuất hiện với con ghi. Cơ hội đó học. Khác bọt. Karin thì thấy nhiều rồi. Thì giờ là trận đấu bản lề của bên kia. Giờ là team lỗ hợp cẩm mà họ thắng á thì không có gì để nói. Còn nếu mà bên Karin và những người bạn họ thắng được cái round đấu này thì họ sẽ đẩy đến trận đấu cuối cùng, là trận đấu giữa người Nhật Iketomo đối đầu với lại anh Phương Bison. Bad Bison nhưng mà đánh Karin. Mình phải bích theo meta, mình phải chơi meta. Ây, chào mình tốt. Ôi, ôi. Ây, đó. E tốt, ây, ây, ây. Rồi, gần tôn, gần tôn. Ôi. Ôi, đi xé luôn. Ôi, rồi. Hay quá anh ơi. Nãy tôi tưởng có ti bắt luôn á, hết hồn luôn á. Cơ bộ à. OCB ngược nè, được không ta? Không thể coi thường được gì ghi. Hay. Ồ, không cần vợ. Đó combo hơi đáng tiếc. Sao, thử xem bình thường. Hai bên bắt đầu dẫn dụng khoảng cách nhau, trận đấu bắt đầu cân bằng lại. Hơi chán ngợp với lại round đầu tiên, có nghĩa là hơi chán ngợp, nó thấy anh heo vô duyên. Nhưng mà không có nghĩa là đây là một người dễ. Ô, chân rất dài. Đây. Ê bê, dính đòn ơi. Dính rồi. Đầu. Hay quá, đe tốt. Ê, tiếp tục. Rồi. Ê. Tiếp tục. Lần cuối. Chưa, bình tĩnh. Giờ một chạm là chết à. Một chạm chết à, ai cũng có. Ê. Ê, rớt. Sao còn được. Ghi mạnh nhất là khi nó bật VTG lên á.
đó ấy ấy đó không ghi ghi lúc mà chưa có VDG với mà có VDG nó là khác nhau nhiều lắm luôn. Đó, phải đâu ráo ơi biết biết rồi nhưng mà chắc là không quen. Ê chù hai bên giữ khoảng cách tốt quá. Quá nhiều thứ khác bỏ. Ê ê ê ê ê ê ai thôi chưa chưa chết đâu còn một lần nữa còn một lần đoán nữa. Ê ê ê hay chưa chưa đâu chưa nha mọi thứ còn chưa hết đâu nha đó. À, rồi đến cuối cùng đi vẫn là người chiến thắng. Chết rồi ông thắng rồi giờ tôi sao tôi gạt khẽ ông giờ ta đó giờ giờ bị gạt khẽ là mệt à đó. Sau đây là trận của Trung 12. Là trận đấu của bên Đông Đảo Thần Quyền đánh với Trung 12. Rồi. Đây là một cái trận đấu tôi cảm thấy là khá là hấp dẫn bởi vì hai bên đều là những so với cái trận hồi nãy nha, đều là những gương mặt mới hơn. Rồi, và giờ trận đấu bắt đầu và Basic sẽ đối đầu với lại Rashido. Rashido. Trận này, đây là trận đấu đặc biệt quan trọng. Bởi vì bất cứ ai mà thắng trận này sẽ đối đầu với cái team Lẩu Thập Cẩm, team những người già. Đây là team người trẻ đối với người già, người ta gọi là thế hệ cũ đối với thế hệ mới. Còn thế hệ mới mới nữa thì mình chưa có, từ từ. Round 1. Fight. Ồ, đỡ được. Ồ, đỡ được rất sắp. Tốt. Ây da, bên đây tốt quá. Nào. Nhìn cái đam kìa. Ê, trong bên vô được rồi. Vô góc. Ây, DB7, DB7. Không sao, không sao. Vô góc. Ui, hay lừa nhập đó chim lớn anh chim lớn hay bảy được rồi quay kia có dính cái fireball không ta ôi dính fireball thiệt rồi và đó đầu tiên nó thuộc về rồi Shido ơi rất cho mình không có hao không có anti air đến từ phía của S. Hơi đáng tiếc, lẽ ra nào có rất là nhiều tình huống anh ấy có thể anti air được nhưng mà không đấy không phải không anti air combo
vô góc rồi. Bây giờ phải dự đoán nè. Hay, e tốt. Wow. Ừ, e mixer. Giữ đối phương trong góc. Hai bên tự mix up lẫn nhau luôn á, thiệt. Dạ tôi không biết bên nào với bên nào đâu. Hay quá. Chuẩn chỉnh. Ây à, hơi tiếc. Cái quả cầu đi nhanh quá. Hay quá bạn ơi. Chưa. Đầu. Hay quá. Ừ. Còn cái nữa không? Emerson liều quá giờ liều. Chơi vậy rồi sao chơi. Giỏi rồi nè. À. DB. Quá tiếc, quá tiếc DB. Chúng 12 đang vô form. Giống như vô bậc vô zone vậy đó. Nãy giờ ông đánh bay kinh. Đó mấy bạn có thể thấy được cái lối đánh này của Rashid là vô góc là không có chơi điện tử. Ta chơi chứ mình không có chơi. Nói chung mà bất ngờ nhất là vẫn có những cái pha bay vô từ rớt sóc lẫn nhau giữa hai phe. Chống cả mặt. Còn Renet sau khi anh ấy đi tu nghiệp ở nước ngoài. Team đã đi tu nghiệp ở nước ngoài nè. Nói chung hiện giờ là ai cũng rất là căng thẳng. Tashido và Kari. Hai con top tier này chơi nhau. Mấy bạn, nếu mà các bạn có theo dõi mấy cái trận đấu Street Fighter mà nhiều á, bạn sẽ để ý là cái trận này các bạn thấy nhiều lắm. Là nên hai con này giải nào cũng thấy luôn. I am Rashid. Round 1. Fight. Ủa cả Chikun. Chikun mà đã để chết chứ. Hạ cấp coi. Ây da vô. Ây. Hất dai. Theo thành tích đối đầu đi. Tôi tính theo thành tích đối đầu đi là Karin đang ở trong cái thế hơn không. Ây da. Đó thấy không. Ở trong góc là bạn không có được điện tử. Rất là cẩn thận. Cực kỳ cẩn thận nhất là đánh với đây shit. Nó có mấy cái tool đánh trong góc. Không muốn nói luôn á. Không nhắc tới luôn. Tôi đánh nó tôi còn tức vô người ta mà. Nhưng mà nếu mà đánh round game á thì tôi tức giùm mấy thằng đánh với Karin. Đó. Đã gió nè. Gió vẫn hát thành. Vô góc rồi. Ây da. Bật phim tốt. Hay. Ây. Bật phim trước cơ. Hay quá bảy được rồi. Ui. Ây. Hơi ít đam. Không sao. Thôi, tuyệt. Để nãy đã chứng minh được cái thực lực của mình bằng cách là lấy lại liền một round. Không dùng đủ meter để chơi luôn. Và hai bên đều cân bằng nhau ở mọi thứ nè. Không cần nói. Ơi, anh đè. Và phát anh đè tốt. Ồ, cái đó hở nha mà không ăn bên này. Sao. Không còn thì gì xảy ra nè. Chưa. Hay quá, nhưng không kịp. Hay. Wow, what? Hey. Có nghĩa là Renet nghĩ là một cái thâu á. Chà, không lẽ lại là một pha OCV nữa sao? Team đông đấu thần quyền coi bộ là chưa tới final chấp. Tôi nghe ạc này ạc túi quá mấy anh ơi.
tại người đội trưởng đáng kính đáng mến và nhiều tuổi đời nhất của team Đông Đảo Thần Quyền đã xuất trận với con bài Zeku mới và lạ. Thì liệu anh ấy sẽ làm được điều gì bất ngờ trước Rayship của Trung 12? Nói chung là Trung 12 giải này đang thể hiện một cái phong độ rất là tốt. Thế mà anh ấy xuất trận thì nãy giờ chưa thấy thua. À, đúng rồi, chưa thấy thua. Mà là do tôi bình luận hay nữa. Rồi. Yo. Cái gì vậy ta? Chắc là một cái pha. Chắc là bị 7 DB rồi. Hay quá. Bạn sai lầm một cái, bạn mất rất là nhiều máu như này. Hay quá. Zeku là một cái nhân vật mà có thể năng sử dụng hai phải rồi, chết luôn. Và đây match boy cho team Trung 12, phong độ quá khủng khiếp. Zeku là một cái nhân vật chơi lượt lốt hai dạng. Nếu như ở bảng 4 bạn có đối game khó sánh, từ người ta đang khó sánh chưa gì. Nếu bạn bốn chúng ta có game với hai lối đánh khác nhau á, thì ở đây cũng có Zeku. Lối đánh thì không khác nhau nhưng mà đổi dạng thì giống không thô tốt. So ra thì nó hơi hiền thôi nhưng mà vẫn là một dạng bên này tốt. Overhead không được. Ê xong in. Tại sao bỏ tay đó, khó quá. Ây da, kinh bỏ. Overhead. Chưa chuyện gì xảy ra đâu. Và trận đấu đã kết thúc. Và chúng ta sẽ đến với trận chung kết. Trung 12 đánh thế thì ai mà chơi điện tử anh ơi. Vậy là em Nguyễn của em chơi đối kháng cả ngày luôn á. Hai bên có một pha muối mặn đường cay nhau. Cái gì player, cái gì người trong team muốn tự sắp thay nhau vậy? Iketomo sẽ là người đầu tiên xuất trận. Phải không? Nó đánh gì đam mê mà đam mê tao là tiền. Ủa tưởng bồi dưỡng cho MC được mấy trăm nước ăn cơm. Thôi khỏi, cảm ơn nhà em nhiều. Đó giờ sao có bao giờ được bình luận đâu. Chơi gì mà newbie người ta về hết heo. Nói chung là trận giải này anh Duy là nhẹ nhất luôn á. Rayship quá khỏe trong game này. Liệu rằng chúng ta có cái kèo nào thật được không? Nếu như mà trận này, nếu mà giải này mà vô chung dạ team Trung 12 mà vô địch thì tôi cảm thấy là người vui nhất là anh Duy Bắc Thần. Ông vô ông điểm danh cho đủ mặt, lấy tiền về thôi. Đấm mút làm gì cho mệt.
Một mình giết luôn, để cho mấy em làm hết. Trận này căng nè. Rồi, vậy chung kết nè các bạn. Bắt đầu rồi, vô. Hay quá. Thật sự là cái điều đó bên hiệp được. Mà tại sao hết luôn bên hiệp. Bắt đầu trận đấu. Một Zoner đánh với một cái con. Ồ, hay quá. Ê, ê, biết sợ. Ây da, một cái thâu nữa. Ây, ây, ây. Ồ. Ây, overhead. Đó, đó đầu tiên thuộc về Trung 12. Đè tốt. Thật sự rất là khó cho con Da Sim để đánh cái mèo này. Đấy, khó chơi, quá khó. Cực kỳ khó luôn đó. Nó rất là nhanh. Và bạn gần như không có đối đầu nữa. Ê, 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 ê. Vô góc rồi. Ê, ê, ê. Ai bảy được luôn. Ê, ê, ê. Ê, chưa, 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 chưa. Còn một lần nữa. One more, one more. À, một pha end bằng L và hết. À, tiếc. Anh Di bác thần đang mở cờ cho một phía sau. Nhẹ, chuyện nhẹ lương cao. Không gây áp lực. Đấy, sau đây sẽ là tới Anubis. Và Heo Vô Duyên sẽ là con bài cuối cùng để đối đầu với cái kèo Ray Sido này. Đi 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 anh này, đi anh này. Rất dữ. Tính ra là cái thất bại nãy của Ikitomo không phải là đến từ, cũng không hẳn là do người chơi, do là cái matchup nó lệch quá thôi. Khó, nó rất là khó đánh. Nhất là khi mà bạn đánh FT1 thì khó. Chua, chua lét. Liệu rằng Trung 12 sẽ giữ cho win rate của anh Duy Bác Thật 100% không? Không cần trận nào mà win rate vẫn 100%. Nghe triệu đô liền. I am Rashid. Round 1. Bắt đầu. Yo. Ây à, start up. Đầu phết. Hay quá. Tấn phim rồi. Ây, vô góc. Đúng rồi, đẳng cấp khó phá. Đó. Cuối cùng cũng đã có người chặn đứng được. Rồi. Ai, ai, đi. Để bê. Ổng mà, ừ. Ừ. Biết bên này tốt. Ai, overhead. Xong rồi, xong rồi. Cuối cùng là sau khi mà thu thập dữ liệu cả giải, cuối cùng cũng đã có người hạ được cái con Raycido đó. Ừ.
Đó. Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Bạn tổ chức. Chuyên nghiệp lên ngay. Ở đây sẽ là xì dầu Minas đối đầu với lại Ken. Và tỷ số đang là 1-1. Sau khi mà Trung 12 thất bại trong việc giữ quyền chay của anh Minas thật, nếu rằng xì dầu sẽ có thể làm được cái điều đó hay không? Ở tôi đúng Minas là luôn á. Sẽ đánh vào cái map này hả ta? Cái map này nó hơi khó chịu một xíu. Là bạn sẽ khó thấy cái chân của đối phương. Nhưng mà không sao, hai player đã đồng ý thì chết thôi. Ui, cực phim tốt quá. Đâu sắp. Ui, đâu ai. Overhead, overhead. Ây da, coi bộ toan rồi. Mình đối phương đồng ý không á đã. Quan trọng là anh em mình vui. Rồi. Rồi. Bên kia chấp nhận có một round để mà được chỉnh đúng rồi. Hay. Hay quá. Ây, 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 không ăn đe rồi. Hay quá, một không nữa. Hay, ây, 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 hay quá, hết máu luôn. Chết luôn rồi. Hết meter để mà lấy được, ăn chắc mặt bền lấy rau này luôn. Không sao, còn máu là còn chơi được. Hết máu mới hết chơi chứ. Đúng rồi, một pha chỉnh nút xong mọi thứ nó khác bọt hẳn. Hay quá. Rất hay quá nè. Ây ơ, cái gì mình không hiệu quả mình làm nó hai lần. Oh, oh, rất là căng thẳng. Ôi chứ rồi, quá là đáng tiếc. Nó rất là căng thẳng nên tôi không thể nào, tôi không có dám nói bất cứ gì hết á, tại vì tôi mà nói cái gì là nó cũng sai hết luôn. Không dám nói, lỡ mà nói nó đúng không nói nó sai thì chết rồi. Nó sai mà bị đuổi việc mà. Đây, và cuối cùng người chùm cuối của cái game này nó xuất hiện. Không phải chùm cuối của giải này chứ. Để giờ người ta không đánh, người ta chỉ... người ta ngồi chơi. Ừ.
nhìn người ta giết lẫn nhau, ổng ngồi đó thôi, giờ ổng có vô đánh nè. Đó. Đúng kiểu là giấu Ibuki là từ đầu trận cuối trận luôn. Chỉ còn 4 round nữa là team Trung 12 và anh Duy Bắc Hần sẽ giành được chiến thắng. Liệu rằng chỉ có 4 round thì anh Heo Vô Duyên có kịp download hết dữ liệu không ta? Hai bên đã chuẩn bị chỉnh nút lại các thứ tránh trường hợp giống như hồi nãy. Wow, một sự bất ngờ đến từ vị trí một nước đi mà tôi cũng không đoán được luôn. Minat. Khi mà mọi người có nghĩ là Ibuki. Giữ im lặng. Giấu hoài bây giờ. Ghê. Một pha khẳng định chắc địch. Tao chứ phải xì dầu nha. Là biết rồi đó. Tầm này là hay. Ghê rồi đó. Đúng tinh thần chùm cuối luôn. Chơi luôn nè. Round 1. Đấy, ở đầu rất tốt. Ở đầu máu chiến hơn nhiều. Ấy à, hey. Hồ lê. Hay quá anh ơi, đặc biệt rồi kìa. Ây. Rớt combo 2 lần. Thôi tiếp. Hay quá. Không DB thế này. Ai không biết tới. Ơi không on the. Ơi rớt combo. Ôi DB rồi. Thâu. Nhập setup. Rất căng thẳng, mình chạm là chết. Hay. Bây giờ hai bên bắt đầu vô cái thế gọi là cân rồi đó. Bất cứ ai dính một chiêu là chết nè. Còn sắp hết giờ rồi. Quá hay. Match boy cho bên lão hợp cẩm. One more. Chết, one more. Nói chứ mình hay nói xấu. Mình hay nói xấu anh Thượng vậy thôi chứ. Ổng dễ thương lắm. Ngoan. Mấy người ăn giải cũng tính lắm. Nhớ chiếu cố thằng em mà được rồi. Ây da. Game nó bức tập. Mình không có đó mình không cần làm. Đúng kiểu là game phải làm giùm mình luôn á. Ây, hay quá. Nói chung là vẫn chưa hết, vẫn chưa phải là hết cho team chưa hết cho anh Duy Bắc Thần, vẫn chơi được. Rất căng thẳng. Hay quá. Trời. Chưa. Nếu mà coi ở đây có đủ á. Thôi quá chi luôn.
Và rất là chúc mừng. Yeah. Rồi, trận đấu sau 1-2 đấu rất là căng thẳng. Team mà Lão Thập Cẩm và Anubis, Iketomo và Heo Vô Duyên đã giành được chiến thắng vô cùng thuyết phục. Và rất là mong, và chúng tôi lâu lắm rồi chúng ta thấy một trận đấu vừa một cái giải đấu 3v3 như vậy. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi giải đấu đến ngày hôm, đến thời hôm nay, và mong hẹn gặp lại các bạn trong những giải đấu lần sau. Và nên, và nhớ nếu mà bạn có cảm thấy hứng thú với game đối kháng và muốn tham dự cộng đồng game đối kháng thì hãy like lên Facebook và search cho tụi mình là Sài Gòn FGC, có nghĩa là FGC. Và đừng quên là ngày mai tụi mình sẽ còn một cái giải đấu 3-3 dành cho bộ tựa game 3D Tekken 7, một trong những tựa game hot nhất hiện hiện tại và đang là một trong những tựa game sẽ góp mặt trong SEA Games vào tháng 12 này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.